thông báo với tất cả mọi người là shop ảo chính thức của mình đã đổi tên thành shop bbtv.com, khai trương với nhiều dòng quay kim cương giá rẻ và tỷ lệ nội hũ cực cao. Ngoài ra còn có sự kiện đua tới nộp thẻ với phần thưởng lên đến 15.000 kim cương. Ở kia, còn cần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop bbtv.com của mình và tứ vận may đi nào. Link mình sẽ để dưới phần mô tả video nhé. Hello mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, thì mình là Baby Gaming đây. Trước khi tới với clip thì mình sẽ đi quay và rút kim cương tiếp. Tại vì hồi nãy mình mới lướt sơ trong game thì thấy có nhiều sự kiện cần kim cương quá đi. Hình như là có cửa hàng hacker, cửa hàng kim cương, rồi có cả shop huyền bí quay trở lại nữa. Thì sẵn đây thì mình thông báo cho mọi người lại là chỉ còn đúng 8 ngày nữa là sẽ hết chương trình khuyến mãi giảm giá ưu đãi trong shop của mình nha. Thì shop của mình là shop babytv.com thì chắc ai cũng biết rồi. Còn ai chưa biết thì giờ xem cũng biết hen. Shop tôi thì độ uy tín lẫn tỷ lệ ra kim cương là khỏi phải bàn rồi. Tại vì mọi người comment bốc phốt quá trời trên kênh TikTok của tôi luôn. Là shop gì mà nạp có vài chục nghìn cái quay ra nổ hũ 19.000 kim cương rồi. Thì đó là do tỷ lệ quay kim cương ở shop của mình đã lên đến 90-110% rồi. Nên là cộng thêm cái nữa là tổng phần thưởng đua top ở shop của mình rất là xịn. Nó tới 75.000 kim cương lận. Nên là bạn nào mà đang đứng top thì cố gắng giữ đến hết tháng này hen. Thôi thì giờ bớt liên thiên mà đi quay kim cương cho mọi người coi tiếp nè. Thì có nhiều dòng quay quá thì thôi quay đại hen. Đâu giờ thử mở hàng dòng quay nắm đấm coi. Giá là 19.000 một lượt quay. Thì mình sẽ quay x3 với giá là 50.000 thôi. Thì liệu có nổ hũ không? Gì mà có 100 kim cương vậy? X3 nên mình được có 300 kim cương à. Ui sao đen dữ vậy ta? Mới mở hàng mà đen vậy, nó nhỏ dữ vậy nè. Thôi cái dòng quay này đen lắm, đổi khác đi. Thì nhiều dòng quay lắm, mọi người cứ thoải mái chọn lựa. Không nhất thiết là phải quay một dòng đâu. Giờ mình sẽ chọn quay máy xèn rồi Pikachu. Giờ với giá là 18.000 một lượt quay. Nhưng mà cái nét của mình là chả bao giờ muốn ít đâu, mình muốn nhiều thôi, nhiều thiệt là nhiều. Nên là mình sẽ quất hàng ít năm với giá là 80.000 luôn nha. Có 110 kim cương vậy ta. Trời ơi. Thôi kệ tiếp. Còn ít 10 luôn, chơi lớn luôn. Gì mà có 3.000 năm kim cương vậy ta. Sao nay đen thế nhờ. Chưa nó hủ luôn á, chứ là bình thường mình quay là mình nên nó hủ rồi. Bây giờ lần cuối nha, lần cuối ít 10 nha. 160.000 tiếp. Mà không ra là nghỉ chơi nha. Wow, 19.999 kim cương. Mình quay X10 nên là mình nhận được tới 199.990 kim cương luôn. Oh my bí. Oh my bí luôn á. À, giờ thì mình biết tại sao mà có mấy bạn quay ra nó hổ ầm ầm rồi. Mà có bạn lại quay không ra luôn. Ờ à, biết rồi. Tại vì mấy bạn không có chịu chơi. Mấy bạn mà nạp ít á, rồi quay có 2-3 dòng không ra, cái quay qua nó shop mình là lừa đảo này nọ. Ồ, còn mấy bạn nào mà nghe lời mình á, là cứ quay càng nhiều là tỷ lệ nó hổ càng cao. Không bao giờ các bạn lỗ được. Shop của mình như kiểu cái cây item kim cương vậy đó. Trong cái mùa dịch này nè, cho mọi người. Ồ, đó mình nói đâu có sai đâu. Hồi nãy mình cũng quay mấy dòng đầu mà nó đâu có ra đâu. Cái bây giờ mình quay phát cuối cái nó ra đó. Ôi rồi. À đúng rồi. Còn có bạn nào mà hỏi là có dòng quay nào mà dưới 10.000 không? Thì cây hết tiền á, thì mình trả lời là có luôn nha. Ờ đây, dòng quay 9.000 cho mọi người ha. Thích cái nào thì cứ vô quay cái đó. Ở đây, test luôn cho coi luôn. Test xương xương ít năm đi. Giá 45.000. Đây. Ôi mới biết được 2 luôn mọi người. Ôi nổ hũ ngay phát đầu luôn nè. Các dòng quay khác á, thì cao nhất là 19.999 kim cương. Riêng ở cái dòng quay này 9.000 thì chỉ 9.999 kim cương là cao nhất rồi. Thì tiền nào của đó thôi. Thì ra xã hội mà làm ăn bươn chải. Liều thì ăn nhiều, không thì ăn ít. Vì thúi nhé. Thì mình quay ít năm nên là được hẳn 49.995 kim cương. Thôi, bây giờ quay nhiều lắm rồi. Quay có nhiều rút cũng có chút xíu mà, chứ rút về thì cũng có xài đâu. Muốn rút kim cương thì mọi người ấn vô cái số tiền ở bên góc phải ở trên đây nha. Rồi chọn rút rút kim cương. Rồi mình chọn cái gói kim cương mà mình muốn rút về. Xong rồi nhập cái ID của mình vô, nhập lộn của người khác rồi đi tôi luôn nha. Rồi tự động là lát nữa kim cương sẽ về thôi. Và tất nhiên là vẫn còn sự kiện khuyến mãi thêm 30% cho mọi người khi rút các gói kim cương ở shop của mình. Tức là bây giờ mình rút 90 kim cương, nhưng mà khi kim cương dạ của mình sẽ là 117 kim cương nha. Là 30% đó shop mình sẽ tặng cho bạn nào mà quay và rút kim cương tại shop của mình thôi nha. Và không giới hạn lượt rút. Nghĩa là mọi người rút bao nhiêu lần vẫn tặng. Ê, tặng luôn. Đấy. Nhưng mà mình chỉ có một shop thôi nha. Còn cái shop khác là không biết nha. Đấy, link shop thì mình luôn để trong mô tả cho mọi người nhé. Thấy gì không? Mọi người có thấy cái tôi đang thấy không? Mọi người có thấy cái tôi đang khoe không? Đây là nắm đấm giai điệu sắp tới sẽ ra mắt nhé. Và nó sẽ đi chung với một bộ, nó là một bộ nam là kỵ sĩ bóng tối. Đâu để mình lấy cho mọi người xem ha. Đây, bộ này thì sắp tới sẽ ra mắt cùng với cái nắm đấm hồi nãy của mình. Thì
Chắc mình nghĩ là mọi người phải chuẩn bị kim cương trước để đợi sự kiện đi hen. Nắm đấm hơi bị đẹp luôn á, không lấy hơi bị tiếc á, hơi bị uổng á. Ok, bây giờ thì lướt coi coi trong dòng quay mới thì có cái gì nữa không hen. Dòng quay guitar, cái hành động nó tôi thề với tôi nhìn cái hành động nó nhìn như chơi đồ. U là trời, ôi như vũ điệu chật khớp vậy. Ui trời ơi à, giật quá trời giật, nhảy quá trời nhảy, không thể tin được. Ok, bây giờ mình sẽ lấy hành động này ăn. Ui là trời. Rồi biết chắc chắn là thế nào đến cuối cùng thì nó mới ra lận, nên là cứ mở đại đi, mở đại hết đi, khỏi phải lo, khỏi phải sầu. Ok, thế là được cái hành động chật khớp giật giật ăn. Còn bây giờ là dòng quay quỷ dương này mình có rồi. Dòng quay đá chế tác thì cũng có luôn rồi. Cây này nói cho nghe nào, hay là bữa quay có 29 kim cương cái nó ra luôn rồi mọi người. Hên không? Xin vía đi, xin vía đi. Cho vía mọi người nghe. Chúc mọi người quay may mắn nghe, mà may mắn lần sau á. Còn cây M82B này thì chắc mình không lấy đâu, tại vì cái nết mình bắn cây này có nước chọc thẳng vô mắt người nhìn thôi. Rồi để coi sự kiện. Ê có quá trời shop luôn đây này. Mà đồ rồi mình có rồi hết trơn rồi, nên là mình sẽ không sắm thêm gì nữa đâu. Để mình lướt sơ qua sự kiện thì lại tiệc sinh nhật Free Fire em. Thì đang có cái sự kiện ở bức tranh sắc màu. Rồi làm nhiệm vụ hàng ngày mình sẽ nhận được cái mảnh này, hoặc là mình đi chơi trong game mình lượm mấy cái mảnh này, rồi mình vô mấy cái máng hàng này mình quay cái hộp nhìn như Pikachu ấy. Rồi lượm mấy cái mảnh này xong rồi ghép vô bức tranh. Rồi ra cái bức tranh xong thì mình sẽ có được cái bộ đồ bên đây. Bữa mình review cho mọi người coi rồi. Ấy. Còn mình móc bên trái là đồ nhận thêm thôi, không gì đâu. Chú cua mở gì vậy ta? Hello. Alo. Gì vậy chú? Trời ơi, đang chơi sự kiện tự nhiên mời. Gì đó hả? Tiểu sư muội à, còn nhớ cái chuyện hôm bữa không đó hả? Hả? Nhớ chuyện gì chú? Ngày dạ thì là cái chuyện hôm bữa cháu hứa hát chú nghe đó hả? Chú nhớ là còn có con gà nó làm chứng luôn đó. Ngày dạ. Ủa là nay vô đòi nợ hả? Cái này không phải gọi là đòi nợ đâu cháu, mà là có chơi có trả đó. Ngày dạ. Chú chắc là muốn nghe không vậy? Chắc có lẽ là có cháu. Rồi bây giờ cháu tính hát bài gì cho chú nghe nè. Ok, nếu như chú đã sẵn lòng muốn nghe như vậy thì cháu sẽ hát một đoạn của bài Trên tình bạn dưới tình yêu ha. Trời ơi, ghê dữ à. Rồi, Lady and Gentleman, dù cái gì đó không biết chuẩn bị hát cái bài được mang tên Trên tình bạn dưới tình yêu. Go, let's go. Từ từ để chú tắt mic chú ghi âm cái. Ghi âm gì alo? Thì chú có ghi âm cái gì đâu, chú tắt mic để cho nó trật tự cho cháu hát không bị phân tâm mà. Rồi bây giờ cháu hát lẹ lẹ đi, chú còn đi ẻ nữa cháu ơi, nha. Chú tắt mic. Hỏi là chú không trả lời đâu nghe, tắt mic rồi nghe. Ta biết nhau từ lâu rồi, ta hiểu từng thói quen của nhau, thì không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi, câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu, mối tình này không cần định nghĩa gì đâu. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người nuông chiều. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu. Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. Chú ơi. Hát hay dữ vậy ta ơi. Trời ơi, mới biết cháu mình là ca sĩ ngầm luôn á bà con. Hát ghê dữ hả? Ấy lộn, hát hay dữ hả?
Sao mình nghe thấy giả chân quá ta, sao nghe giống kiểu khen điểu mình vậy trời. Mốt mình sẽ đặc biệt danh cho cháu nó là cháu Bi loài sĩ. Ấy lộn, cháu Bi ca sĩ. Ngồi rồi, bây chứ, giờ chú đi đòi đẻ nghe chứ nãy bộ. Giờ đến nãy giờ sắp lòi ra rồi nè. Rồi chúc cháu buổi trưa mát mẻ nghe. Chú đi á, bye bye nha. Rồi ok, bye bye chú.